Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị. Ông Lê Minh Hưng làm trưởng ban tổ chức Trung ương. Ngày 16 tháng 5, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Hội nghị Trung ương 9 đã khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Trước khi hội nghị, Bộ Chính trị báo cáo Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư. Ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại hội nghị Trung ương 9, Trung ương cũng cho ý kiến về công tác nhân sự. Theo đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, gồm các ông bà Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trung ương giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội. Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, ngày 16 tháng 5, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Hội nghị Trung ương 9 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị báo cáo về chương trình Hội nghị Trung ương 9. Tại hội nghị lần này, Trung ương cho ý kiến về công tác nhân sự. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, gồm các ông bà Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định. Hiện nay, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, đang giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước bắt đầu từ ngày 21 tháng 3 năm 2024, sau khi Quốc hội khóa 15 thông qua nghị quyết việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng vào cùng ngày. Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, hiện đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa 15 theo quy định. Ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội từ ngày 2 tháng 5 năm 2024, sau khi Quốc hội khóa 15 trong cùng ngày 2 tháng 5 đã thông qua nghị quyết việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ. Tại hội nghị Trung ương 9, Trung ương sẽ bàn về các nội dung, đề cương các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Sau đúng một nhiệm kỳ 5 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và đất nước ta đã trải qua 40 năm đổi mới, 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm Đảng ta tròn 100 năm thành lập.
đây sẽ là một sự kiện chính trị trọng đại, một dấu mốc rất quan trọng trên con đường phát triển cường thịnh, trường tồn của đất nước ta, dân tộc ta. Khích lệ, cổ vũ, động viên, định hướng toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào và tự tin dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030, khi Đảng ta tròn 100 năm tuổi, và đến năm 2045, khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tròn 100 năm thành lập. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết thời gian qua, thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 của Đảng, Tiểu ban Kinh tế Xã hội và Tiểu ban Điều lệ Đảng đã khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị dự thảo đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng. Xin ý kiến Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện để trình Trung ương xem xét cho ý kiến tại hội nghị này. Tổng Bí thư yêu cầu Trung ương dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, thảo luận cho ý kiến đối với các đề xuất cụ thể nêu trong các tờ trình và dự thảo đề cương báo cáo, trước hết là về các vấn đề, chủ đề và phương châm của đại hội, tiêu đề của báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, kết cấu và những nội dung lớn của đề cương các báo cáo, đặc biệt là những vấn đề lớn cần được tập trung nghiên cứu làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện đã được nêu trong dự thảo đề cương chi tiết báo cáo chính trị và tờ trình của tiểu ban văn kiện. Trong quá trình thảo luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý cần làm rõ tính chất, mục tiêu, yêu cầu và phạm vi của mỗi báo cáo và mối quan hệ giữa các báo cáo. Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, có nhiệm vụ tiếp tục cụ thể hóa cương lĩnh của Đảng để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ mới. Nội dung của báo cáo chính trị phải mang tầm khái quát cao những vấn đề thuộc về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Về báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng cần có sự phù hợp, nhất quán với quan điểm, định hướng lớn nêu trong báo cáo chính trị, nhưng không trùng lắp với báo cáo chính trị. Đặc biệt là báo cáo xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng cần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng nếu có, và xây dựng dự thảo điều lệ mới của Đảng, trình Đại hội 14 xem xét quyết định. Đề cương các văn kiện trình hội nghị lần này mới nêu định hướng, có tính chất mở với nhiều phương án khác nhau để Trung ương có ý kiến chỉ đạo, lựa chọn một bước, sau đó tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị theo quy trình, qua các bước thảo luận tại Đại hội Đảng bộ các cấp. Cuối cùng, Trung ương sẽ quyết định để trình ra Đại hội Toàn quốc của Đảng. Riêng về kết cấu của các báo cáo thì cần được quyết định sớm ngay tại hội nghị này, để kịp thời hoàn thiện dự thảo đề cương và biên soạn nội dung chi tiết. Về cách viết cũng nên có sự đổi mới, sao cho sinh động, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Về định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, Bộ Chính trị cần ban hành chỉ thị về vấn đề này. Đề nghị các đồng chí quan tâm thảo luận thật cụ thể về tờ trình và dự thảo chỉ thị, tập trung làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, đặc biệt là về cơ cấu, số lượng cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số của cấp ủy tỉnh, thành phố, tiêu chuẩn độ tuổi tham gia cấp ủy khi đã nâng tuổi nghỉ hưu lên 60 tuổi đối với nữ và 62 tuổi đối với nam. Về bầu cử cấp ủy và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị. Một lần nữa nhấn mạnh nội dung chương trình Hội nghị Trung ương 9 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 13, chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp. Dự kiến hội nghị làm việc đến ngày 18 tháng 5. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi.
Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.